độ ta vì lòng ta có Phật, Phật không độ nàng vì lòng nàng có ta. Chấp niệm từ tâm cũng từ tâm mà diệt, Bồ đề không giác ngộ đến bao giờ nở hoa. Phật độ chúng sinh trăm ngàn vạn, cớ sao độ ta không độ nàng? Phong hỏa liên thành duyên chưa dứt, ái ố hồng trần vẫn dở dang. Ngoén đầu một cái trăm năm nữa, mới được tương phùng chốn nhân gian. Hoàn Tuyền đôi bờ sông chảy xiết, bí ngạn héo khô cũng vì nàng. Nếu Phật trên cao không thể độ, Phật độ chúng sinh ta độ nàng.